cho con biết Chúa, tin cho con biết con đi. Biết Chúa là Thiên Chúa, đồng nhất là Cha, là Chúa trời đất. Biết Chúa vừa muôn loài, biết Chúa thương con người. Biết Chúa là tạo hóa, là đấng chìm vào đây.
con quên đường về nhà Chúa. Ngài ơi, niềm tin mong manh là thương, con bỏ Ngài của tâm linh, con quên mất thân tội. Ngài ơi, tuổi xuân ra đi oai phí, qua rồi nửa kiếp nhân sinh, cho con tìm thấy niềm tin. Xin cho con một niềm tin, một niềm tin tuyệt đối nơi Ngài. Xin cho con một niềm tin, một niềm tin rạng ngời chân lý. Con xin dâng Ngài niềm tin, niềm tin vỡ ấm phai mờ. Xin cho con một niềm tin, con biết nhìn thật giả vinh quang. Lạy Chúa, hồn con bao đêm kêu khấn, hỡi Ngài, Ngài ngự trên cao, có nghe tiếng con nào? Tràn ngập hoang mang, tin yêu con như lợn tơ. Ngài ơi, đời con lao đao nhiều quá, sao Ngài đành bỏ rơi con, hay con thiếu tin nơi Ngài? Ngài ơi, nay đây tim con soi con đi, cho con tìm thấy niềm tin. Xin cho con một niềm tin, một niềm tin người sáng nơi Ngài. Xin cho con một niềm tin, một niềm tin dù trong nguy khó. Con xin dâng Ngài con tin, một con tin con một niềm tin, con biết được tình Chúa thương con. Lạy Chúa, nay đây con tim giữa máu nát rồi một thời đam mê, Chúa ơi đói thương đời con, cầu mong Ngài sẽ quên đi ngày tháng, tháng ngày dài khờ u mê, con không tìm về cùng Chúa. Vẫn bên con nơi người nghèo đói, từng ngày van xin một chút cơm thừa,
chốn đi về. Xin cho con yêu mến Chúa nơi người nghèo đói quanh con. Xin cho con mở rộng tay để biết sớt chia cho người. Chúa vẫn bên con nơi người đau yếu, bệnh tật đớn côi lay lắt giữa đời. Những trái tim đau mong được chia sớt bằng chính yêu thương nâng đỡ đêm ngày. Xin cho con yêu mến Chúa nơi người nghèo đói quanh con. Xin cho con mở rộng tay để biết sớt chia cho người. Từng em bé tuổi đời xanh mơ đôi mắt vương buồn, thiếu bóng thương yêu thân phận côi cút, cần những đôi tay nhân ái vỗ về. Xin cho con yêu mến Chúa nơi người nghèo đói quanh con. Xin cho con mở rộng tay để biết sớt chia cho người. Xin cho con yêu mến Chúa nơi người nghèo đói quanh con. Xin cho con mở rộng tay để biết sớt chia cho người. Kính chào anh chị em. Chúng ta cùng lắng nghe và suy gẫm bài tin mừng của ngày thứ hai tuần 33 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi Đức Giêsu gần đến Jericho, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ bảo cho anh ta biết là Đức Giêsu Nazareth đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin giữ lòng thương tôi. Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi. Nhưng anh càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin giữ lòng thương tôi. Đức Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh ta đã đến gần, người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh ta đáp: Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được. Đức Giêsu nói: Anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Lập tức anh ta nhìn thấy được và theo người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, Chúa Giêsu đang trên đường hành hương lên Jerusalem, và theo tục lệ của người Do Thái thì cũng có rất nhiều người hành hương cùng đi, họ đồng hành với Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu vừa đi vừa giảng dạy họ theo thói quen của các rabbi Do Thái thường làm. Thì khi đến gần thành Jericho thì có một người mù, anh ta mù và anh ta nghe cái tiếng đám đông xôn xao như thế, anh ta hỏi có chuyện gì, thì anh ta biết là có thầy Giêsu đang cùng với dân chúng hành hương lên Jerusalem. Anh ta đã nghe biết về thầy Giêsu đã
cứu chữa cho nhiều người lắm, cho nên anh ta rất là hy vọng, rất là vui mừng. Anh ta kêu lớn tiếng: lạy ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi. Dân chúng nghe vậy mới quát mắng anh ta, bảo anh ta im đi. Tại sao người ta bảo anh ta im đi? Bởi vì Chúa Giêsu đang giảng dạy dân chúng, đang trên đường đi và vừa đi vừa giảng dạy như thế mà anh ta kêu gào như vậy đó. Họ thấy rằng anh ta làm phiền và quấy rầy Chúa Giêsu. Nhưng mà một cái lý do quan trọng hơn, bởi vì anh ta đã gọi Chúa Giêsu là con vua David, lạy con vua David, xin thương xót tôi. Cái danh xưng con vua David nó là một danh xưng tôn giáo, nhưng mà nó cũng có tính chính trị. Bởi vì con vua David tức là sẽ làm vua. Người Do Thái họ tin rằng đấng cứu thế là con vua David, người thuộc dòng dõi vua David sẽ làm vua, sẽ làm một cuộc cách mạng để xây dựng một vương quốc Israel hùng mạnh, bá chủ thế giới. Và các tông đồ cũng tin như vậy, cũng hiểu lầm như vậy đó. Cho nên các ngài mới xin xin ngài cho chúng tôi ngồi bên hữu bên tả ngài trong nước của ngài, tức là khi thầy làm vua, xin cho chúng tôi hai tông đồ Gioan và Giacôbê đó, hai anh em, xin Chúa Giêsu cho chúng con được làm tể tướng, làm phó tể tướng trong triều đình của thầy. Họ nghĩ cái ơn cứu độ của Chúa, cái vương quyền của Chúa có cái tính cách trần thế và chính trị. Và nếu như vậy thì đó là một cái điều rất tế nhị, có thể nguy hiểm cho Chúa Giêsu. Thành thử là chúng ta thấy dân chúng bảo anh ta im đi. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu đang bận rộn giảng dạy dân chúng như vậy. Nhưng nghe tiếng kêu cứu của người mù, ngài dừng lại ngay. Đối với Chúa Giêsu, hành động bao giờ cũng quan trọng hơn lời nói. Việc làm bao giờ cũng ở vị trí ưu tiên. Ở đây có một người mù đang có nhu cầu, ngài ngừng giảng dạy và cứu giúp anh ta. Bởi vì việc cứu chữa người mù cũng là một bài giảng. Bài giảng về quyền năng của Thiên Chúa, bài giảng về lòng thương xót và bài giảng về đức tin của cái anh mù này. Có người đã nói rằng nhiều bậc thầy giống như những người chỉ đứng trên bờ phán dạy cho một kẻ chết đuối trong biển khơi. Chúa Giêsu không hề như vậy, nhưng ngài vội vàng lao ngay vào để cứu giúp. Có nhiều người giảng giải không hay nhưng được những người khác yêu mến vì họ là những người tử tế. Người ta có thể tôn trọng một diễn giả có tài, nhưng họ yêu mến một người hay giúp đỡ. Loài người khen ngợi một người có trí năng vĩ đại, nhưng họ yêu mến người có lòng quảng đại. Và chúng ta học được những cái bài học từ người mù này. Anh ta có một đức tin đơn sơ và vững mạnh. Và nhờ đức tin đó thì Chúa Giêsu đã nói với anh ta: anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Anh tin tưởng rằng Thầy Giêsu có thể cứu chữa mình, sẽ cứu chữa mình. Và anh ta có cái sự kiên trì, bền chí. Cho dù đám đông ngăn cản anh ta, biểu anh ta im đi, nhưng mà anh ta bất chấp, anh ta cứ kêu gào lên, cứ kêu xin: lạy Thầy Giêsu, xin cứu chữa tôi, lạy con vua David, xin cứu chữa tôi. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải kiên trì trong đời sống cầu nguyện. Qua các dụ ngôn khác như dụ ngôn người bạn xin bánh ban đêm, hay là dụ ngôn bà quá và ông quan tòa, chúng ta có kiên trì chúng ta mới nhận được hồng ân của Chúa, mới chạm đến quyền năng của Chúa, lòng thương xót của Chúa. Xin mẹ Maria, thánh cả Giuse chúc lành cho chúng ta, giúp chúng ta có được đức tin mạnh mẽ, biết kiên trì, bền chí trong đời sống cầu nguyện, để chúng ta được Chúa chữa lành và ban muôn ơn phúc cho chúng ta. Amen. Thank you.
mãi hững hờ. Chúa vẫn đợi chờ con trở về với Chúa, chờ con dù hết tôi đời. Xin cho con một trái tim nồng ấm, đừng thờ ơ với mọi người xung quanh. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa thứ tha lỗi lầm. Dù tôi có đỏ như son, Chúa vẫn tha khi con cầu khấn. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa ôi an vô về. Dòng đời con bao lối chuyên trên, tin thắp nơi Ngài hồn con mãi bình. Đời chờ con trở về với Chúa, chờ con dù hết tôi đời. Xin cho con lòng tin yêu cầy mến, để người ca Chúa giàu lòng khoan nhân. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa thứ tha lỗi lầm. Dù tôi có đó như son, Chúa vẫn tha khi con cầu khấn. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa ôi an vô về. Dòng đời con bao nỗi chuyên chuyên, tin thắp nơi Ngài hồn con mãi bình. Zenitori, Zenitopue, Lord.
chìm ngắm
nhàn Thánh Chúa chi nhân quyền uy. Người ơi, nào mau tới thờ lạy Chúa, đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm ơn ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian, mình màu thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm. Mình màu thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm. Mình màu thánh nên nguồn sống. Chàng hoa mãn
vui và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên mẹ hiền, tựa ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên mẹ thương yêu. Trong khi an vui con dâng lên mẹ tình yêu xin dâng trọn niềm chiều mến. Khi con cô đơn xin dâng về mẹ đời nhím san chuốt mẹ sẽ ủi an. Mẹ ơi trước nhan mẹ con dâng về mẹ một chàng hoa mắt côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tin ca hòa dâng lên mẹ hiền, thương ngàn hoa trong im quán hát. Khi con bơ vơ trên nơi gian trần nhìn ánh sao mai kêu khấn mẹ yêu. Mẹ ơi trước nhan mẹ con dâng về mẹ một chàng hoa mắt côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên mẹ hiền, tựa ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên mẹ thương yêu. Trên nơi dương gian con luôn trông mẹ đời con quên đi những xin mẹ tình mến cao dâng tràn chứa hồn thơ. Mẹ ơi trước nhan mẹ con dâng về mẹ một chàng hoa mắt côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên mẹ hiền, tựa ngàn hoa chan hòa kiếp sống. Con tim yêu thương xin dâng cho mẹ tình mến chung chinh không lúc nhạt phai. Xin dâng cho mẹ tình mến chung chinh.